yêu bóng đá vì tinh thần dân tộc, thứ hai là vì tình yêu của đội tuyển, và thứ ba là thắng Thái Lan trên đất Thái Lan là một thành quả rất ngọt ngào. Cái lúc mà cổ động viên Thái Lan cũng hô vang tên của Việt Nam thì không biết lúc đấy mình cảm thấy như thế nào ạ? Chúng ta cảm thấy tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Đông Nam Á rất tuyệt vời.